Hello, hello, đồ gỗ Công Nhung 3 Đồng Kỵ đấy ạ. Xin kính chào các bác và cô chú anh chị ạ. Hôm nay là buổi chiều ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024. Xưởng đồ gỗ Công Nhung 3 Đồng Kỵ xin trân trọng giới thiệu đến với các bác và cô chú anh chị một bộ nghê hoàng đế chất liệu gỗ hương đá, kích cỡ cột 16, chân 16. Và toàn bộ bộ sản phẩm này là toàn bộ phần vách tảng gọi là tựa lưng đấy ạ, là liền nguyên tấm và tất cả chi tiết là hoàn toàn đục thủ công bằng tay. Và đây mới xong phần đục thô thôi, chưa chà gọt cạo nạo gì. Thì Công Nhung 3 Đồng Kỵ xin trân trọng giới thiệu phần thô đến với các bác và cô chú anh chị cùng tham quan và tham khảo. Sau phần chà gọt tỉa thì Công Nhung sẽ giới thiệu phần hoàn thiện phần gọt tỉa. Và hôm nay thì Công Nhung giới thiệu phần thô trước. Thì chiếc đoạn này toàn bộ vách tảng nhá. Vách tảng là liền nguyên một tấm ạ, liền nguyên một tấm và được đục sấn lên ạ, đục sấn lên. Bình thường là những bộ có những bộ thì làm khuôn tranh như này, trong lồng ván, nhưng mà đặc biệt bộ này thì Công Nhung làm là hai mặt đục đẹp như nhau và toàn bộ là liền nguyên tấm. Chương này liền nhá, chương liền nguyên một tấm ạ, vách tảng liền nguyên tấm. Khuôn tranh dày 5 phân, ván mặt 2 phân rưỡi. Khuôn tranh dày 5 phân, ván mặt 1 phân rưỡi. Và đặc biệt phần yếm nhá, tất cả phần yếm dạ Công Nhung làm vén rất là cong sệ đấy ạ. Và cong sệ này vừa tốn gỗ vừa tốn công, nhưng mà nhìn bộ ghế rất là bệ vệ. Thì sau đây sửa đồ gỗ Công Nhung 3 Đồng Kỵ sẽ đi vào đường nét sâu sát, kính mời các bác và cô chú quý chị cùng tham quan và tham khảo. Sửa đồ gỗ Công Nhung có địa chỉ cơ sở 3 Đồng Kỵ tại trung tâm làng nghề Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh, và có cơ sở Tuyên Quang tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Kính mời các bác và cô chú quý chị bớt chút thời gian một ngày gần nhất về tham quan đồ gỗ Công Nhung trực tiếp tại cơ sở 3 Đồng Kỵ và trực tiếp tại cơ sở Tuyên Quang. Công Nhung có rất nhiều sản phẩm đồ gỗ đẹp, các loại gỗ điển hình như gỗ cẩm lai, gỗ mun, gỗ đinh chun, gỗ rổi chun, gỗ đinh hương, gỗ hương đá, gỗ gõ đỏ. Thì cũng chia sẻ là ở Tuyên Quang thì Công Nhung sẽ sản xuất nhiều về phần đinh chun và rổi chun, còn cơ sở Đồng Kỵ thì Công Nhung sẽ sản xuất nhiều gỗ cẩm lai, gỗ mun, gỗ gõ, gỗ hương đá. Sau khi các bác và cô chú anh chị đến tham quan, ưng ý sản phẩm nào, mình sẽ tham quan ký nhận toàn bộ phần mộc. Sau đó sửa đồ gỗ Công Nhung sẽ hoàn thiện tất cả những phần cuối cùng để bàn giao cho các bác và cô chú anh chị tận nhà trên mọi miền Tổ quốc. Ở đây Công Nhung đang trực tiếp giới thiệu tại cơ sở 3 Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh. Ở đây ạ, yếm cực kỳ cong sệ, chân ạ, chân vén rất là cong dẻo, toàn bộ chi tiết là đục bằng tay. Ở đây là chưa chà gọt, chưa làm gì đấy ạ, mới xong phần thô thôi, còn phải đục tỉa lại và chà gọt thì sẽ lỗi hơn rất nhiều. Mọi chi tiết tư vấn đặt hàng, kính mời các bác và cô chú anh chị liên hệ trực tiếp đến đồ gỗ Công Nhung theo hai số điện thoại là 0916 912 888 hoặc 0988 986 601. Ở đây bên trong lại còn rất nhiều những sản phẩm mà các bác có thể lựa chọn, rất có rất nhiều phân khúc, cũng là nghề nhưng mà các bác có thể những hàng thật cao cấp cho đến hàng bình dân. Công Nhung đều có các mức giá để các bác có thể tham quan và tham khảo. Đấy, trước mắt các bác và cô chú chị là một bộ voi chiến ạ. Một bộ voi chiến hàng thửa, hàng ngoại cỡ. Ngoài ra còn rất nhiều những bộ đây, gỗ mun hoa, mun hoa của Lào đấy ạ, hàng phân khúc cao cấp của đồ gỗ Công Nhung. Ngoài ra còn rất nhiều những mẫu hoàng gia, đồng hồ lục bình, hoành phi, câu đối, sập ngồi, sập thờ, rất nhiều. Cảm ơn các bác và cô chú anh chị đã dành thời gian để tham quan. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác và cô chú anh chị trong video giới thiệu tiếp theo.